Bài thuyết chỉnh 6. Mục tiêu của sự tiến hóa. Khi dùng một tựa đề như mục tiêu của tiến hóa, tôi cảm thấy rất dè dặt. Tôi hiểu rằng điều duy nhất mà tôi có thể cố gắng làm được là đưa ra một vài giả định cho bạn, rút ra từ trí tưởng tượng của tôi. Dĩ nhiên, thể trí hữu hạn không thể nào phán đoán thiên cơ một cách chính xác được. Những gì mà chúng ta có thể làm được là nghiên cứu lịch sử của quá khứ, xem xét các tình huống hiện tại, xác minh phần nào các khuynh hướng chủng tộc và tự nhiên, và như vậy là đi theo các bước và các giai đoạn khác nhau, càng hợp lý càng tốt. Tất cả những gì có thể chấp nhận được đối với chúng ta là bắt đầu từ nền tảng chắc chắn của các sự kiện và kiến thức đã có được. Kế đó đặt tất cả chúng lại cùng nhau, và từ việc tập hợp chúng, tạo ra một giả thuyết về điều có thể là mục tiêu khả hữu. Ngoài cách đó ra thì không thể tiến hành được. Như tôi đã đề cập trong bài thuyết trình đầu tiên trong các câu chuyện về sự tiến hóa của chúng ta, chúng ta đã có bàn ít nhiều về các giả thiết và lưu tâm đến các triển vọng. Một vài điều chúng ta biết chắc chắn, một vài chân lý đã được xác định. Tuy nhiên, ngay cả các kết luận của khoa học, chẳng hạn, đã được nói đến nhiều và được khẳng định cách nay trên 40 năm, không còn được xem như là các sự thực nữa, và không còn được dùng hay được phổ biến một cách mạnh mẽ và dứt khoát như trước kia. Cứ mỗi năm qua, bản thân khoa học lại nhận ra rằng sự hiểu biết của nó rất là tương đối. Con người càng hiểu biết nhiều thì chân trời mở ra trước mắt y càng rộng lớn hơn. Hiện nay, các nhà khoa học đang mạo hiểm đi vào những cõi vật chất tinh anh, và do đó, đi vào các lĩnh vực của cái chưa được chứng minh. Và chúng ta nên nhớ rằng, cho đến gần đây, khoa học đã từ chối việc thừa nhận sự hiện hữu của các lĩnh vực đó. Chúng ta đang vượt qua lĩnh vực của những gì được gọi là chất đặc, đi vào các lĩnh vực suy luận khi chúng ta nói về các trung tâm năng lượng, lực âm và lực dương, và các hiện tượng điện. Và việc chú trọng được đặt ngày càng nhiều vào tính chất hơn là vào những gì được gọi là vật chất. Càng nhìn xa về phía trước, thì các suy đoán của chúng ta càng trở nên rộng rãi hơn. Và chúng ta càng cố gắng để giải thích về các hiện tượng viễn cảm, tâm thông và các hiện tượng khác, thì chúng ta sẽ càng xâm nhập nhiều hơn vào lĩnh vực của điều mà giờ đây là chủ quan, bên trong, và tiềm thức. Và chúng ta sẽ càng bị buộc phải diễn tả chính chúng ta dưới dạng tính chất hay năng lượng. Nếu chúng ta thành công chút nào đó trong việc giải thích những gì khác thường, những gì mà cho đến nay không thể giải thích được đối với chúng ta, và trong việc xác định tính xác thực của những điều huyền bí, chúng ta sẽ mang lại một tình trạng có thể gần như được gọi là nghịch thường. Chúng ta sẽ từ từ làm cho chủ thể thành khách thể bây giờ. Đề tài mà tôi sắp xem xét là một đề tài vốn ảnh hưởng đến chúng ta rất mật thiết. Đó là việc con người đạt được tâm thức tập thể, vốn là mục tiêu của y, và các mở rộng của tâm thức nhỏ của y cho đến khi nó đủ tiêu chuẩn với tâm thức vĩ đại vốn hàm chứa nó. Bạn sẽ nhớ rằng khi cố gắng giải thích sự dị biệt giữa ngã thức, tập thể thức và thiên thức, tôi đã minh họa điều đó bằng cách nêu ra rằng trong nguyên tử nhỏ bé của vật chất trong thể xác, sự sống nhỏ bé tập trung đó đang đi vào cấu tạo của hình hài con người. Chúng ta đã có một tương ứng với ngã thức của con người, đó là sự sống của thể xác. Khi xem xét nó trong mỗi sự sống của các bộ phận của nó nói chung, so với tế bào nhỏ bé độc lập đó, giống như là điều mà tâm thức tập thể so với chúng ta, và đó là tâm thức của chân nhân, là thực thể đang thấm nhuần bên trong xác thân, so với nguyên tử đó, giống như tâm thức của Thượng Đế so với chúng ta, vì không thể giải thích được và vì quá khác xa nhau. Nếu chúng ta có thể nới rộng ý niệm này về nguyên tử trong xác thân chúng ta và mối liên hệ của nó với con người, là chủ thể tư tưởng, tới nguyên tử con người, xem nó như một đơn vị trong một cơ thể còn lớn hơn nữa, chúng ta có thể có được một hiểu biết về sự dị biệt căn bản giữa ba tia tâm thức này. Có một tương đồng rất lý thú giữa sự tiến hóa của nguyên tử và của con người, và do đó, tôi cho là cũng có sự tương đồng giữa sự tiến hóa của hành tinh Thượng Đế với Thái Dương Thượng Đế nữa. Trong hai phương pháp khai mở vốn được noi theo, chúng ta đã thấy rằng nguyên tử có sự sống nguyên tử riêng của nó, và rằng mỗi nguyên tử của vật chất trong Thái Dương hệ cũng là một hệ thống nhỏ trong chính nó. Nhờ có một trung tâm dương hay là mặt trời trung ương, với các điện tử, hay trạng thái âm, đang quay trong quỹ đạo của chúng chung quanh trung tâm đó. Đó là sự sống nội tại của nguyên tử, là trạng thái tự tập trung của nó. Chúng ta cũng ghi nhận rằng hiện nay, nguyên tử đang được nghiên cứu theo một đường lối mới, là đường lối phóng xạ. Và điều đang trở nên hiển nhiên trong nhiều trường hợp là có một bức xạ linh hoạt đang diễn ra. Chỉ là sự khám phá này sẽ dẫn đến đâu thì không thể nói được, vì việc nghiên cứu các chất phóng xạ cho đến nay vẫn còn trong tình trạng ấu trĩ và thực ra thì ít được biết. Nhiều điều giảng dạy trước đây của vật lý học đã được cách mạng hóa bởi việc khám phá chất radium. Và các nhà khoa học càng khám phá ra nhiều thì điều đó càng trở nên rõ ràng, như bản thân họ nhận thức
là chúng ta đang đứng ở ngưỡng của các khám phá rất vĩ đại và đang ở thời điểm trước các sự tiết lộ sâu xa. Nơi con người, khi y tiến hóa và phát triển thì có hai giai đoạn có thể cùng được nhận thấy. Trong giai đoạn ban đầu hay giai đoạn nguyên tử, toàn bộ trung tâm chú ý của con người nằm trong chính y, trong phạm vi của riêng y, nơi mà tính duy ngã là luật của bản thể y. Một giai đoạn tiến hóa có tính chất bảo vệ cần thiết, y hoàn toàn ích kỷ và chủ yếu bận rộn với các sự việc của riêng y. Giai đoạn này được nối tiếp bằng một giai đoạn sau đó, trong đó tâm thức của một người bắt đầu mở rộng. Các mối quan tâm của y bắt đầu nằm bên ngoài phạm vi đặc biệt của riêng y. Và đến giai đoạn mà y đang cảm thấy nhóm mà y thuộc vào, giai đoạn này có thể được xem như tương ứng với giai đoạn phóng xạ. Bây giờ, y không những là một sự sống duy ngã mà y cũng đang bắt đầu có một ảnh hưởng nhất định lên môi trường chung quanh y. Y đang chuyển sự chú tâm của y từ đời sống ích kỷ riêng của chính mình và đang tìm kiếm trung tâm lớn hơn của y. Từ chỗ y chỉ là một nguyên tử, đến lượt y trở thành một điện tử, và ở dưới ảnh hưởng của sự sống trung ương vĩ đại đang nắm giữ y trong phạm vi ảnh hưởng của sự sống đó. Nếu điều này đúng như thế, chúng ta sẽ có các giai đoạn tương tự đang xảy ra bên trong sự sống của Đức Hành Tinh Thượng Đế. Và có lẽ điều này sẽ giải thích cho các thăng trầm và các biến cố khác nhau trên hành tinh. Thường thường, chúng ta xem các sự việc của thế gian như là do hoạt động của con người. Thí dụ cuộc thế chiến thường được xem như là các lỗi lầm và yếu đuối của con người. Có thể điều này đúng thế, vì chắc chắn là các tình trạng kinh tế và các tham vọng của con người có thể có liên quan rất nhiều trong việc xảy ra chiến tranh. Nhưng cũng có lẽ chiến tranh có thể một phần lớn do việc thể hiện mục tiêu của Đấng Trung ương vĩ đại mà tâm thức của Ngài cho đến nay không phải là tâm thức của chúng ta. Ngài có các kế hoạch, mục tiêu và các lý tưởng của Ngài. Và có lẽ Ngài cũng đang thực hiện những thử nghiệm của Ngài với sự sống trên giai tầng bao la của Ngài và trên cõi giới cao siêu riêng của Ngài. Đấng chân linh hành tinh này đang học cách sống, đang học cách tiếp xúc và cũng đang mở rộng tâm thức của Ngài. Bản thân Ngài đang học, giống như bạn và tôi đang học vậy. Ngoài ra, điều đó cũng có thể với Thái Dương hệ, và cũng thế với các biến cố có tầm quan trọng đến nỗi chúng hoàn toàn vượt khỏi tầm hiểu biết của chúng ta. Có lẽ có nhiều sự cố bên trong Thái Dương hệ vốn có thể do việc thể hiện các kế hoạch của Thượng Đế. Đấng cao cả trung ương đó là cội nguồn cung ứng năng lượng cho vạn vật trong Thái Dương hệ. Tôi không biết, nhưng việc đó tạo ra một đường lối tư tưởng lý thú cho chúng ta. Và việc đó không làm hại cho việc suy đoán nếu kết quả là để mang lại cho chúng ta một tầm nhìn rộng rãi, một sự bao dung to tát và một tính lạc quan to lớn và khôn ngoan hơn. Sau khi đã thấy rằng hai giai đoạn hoạt động nguyên tử và hoạt động phóng xạ tiêu biểu cho sự tiến hóa của mọi nguyên tử trong Thái Dương hệ, giờ đây chúng ta hãy xem các phát triển khác là gì mà người ta có thể mong có được khi tâm thức bên trong nguyên tử con người phát triển. Tôi muốn chúng ta tập trung sự chú ý vào loại tâm thức con người này, vì đó là sự tiến hóa chính yếu trong Thái Dương hệ. Khi cả ba trạng thái của sự sống thiêng liêng được mang lại cùng nhau, tức là sự sống nội tại hay tinh thần, hình hài vật chất hay hiện thể vật chất và yếu tố hoạt động thông tuệ, một vài kết quả đặc biệt sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ có sự thể hiện dần tâm thức thuộc loại đặc biệt, sự phát triển tính chất thông linh, hiệu quả của sự sống chủ quan trên hình hài vật chất, việc sử dụng hình hài cho một vài mục đích đặc biệt, và việc thực thể nội tại đạt được một vài tính chất nào đó. Bản chất thực sự của sự sống trung ương, dù đó là Thượng Đế hay con người, cũng sẽ được biểu lộ trong một chu kỳ sống, dù là thuộc Thái Dương hệ hay con người. Điều đó đúng đối với bạn và cũng đúng đối với tôi. Có lẽ điều đó đúng đối với hành tinh Thượng Đế. Và nếu đúng với Ngài thì do đó cũng đúng với một Thái Dương Thượng Đế. Nếu có thể, chúng ta hãy cố gắng theo dõi một số trong các phát triển khác liên quan tới bốn loại nguyên tử vật chất, nguyên tử con người, nguyên tử hành tinh và nguyên tử vũ trụ. Một trong các phát triển đầu tiên và quan trọng nhất sẽ là sự đáp ứng hữu thức với mọi rung động và mọi tiếp xúc, nghĩa là năng lực đáp ứng với phi ngã trên mọi cõi. Tôi xin minh họa. Tôi có thể đi xuống một vài sảnh đường trong thành phố này và tập hợp lại một cử tọa gồm có những người nông dân và người thất học thô lỗ. Tôi có thể nói chuyện với họ và lặp lại những gì tôi đã nói chiều nay và không nhận được sự đáp ứng nào cả. Tuy nhiên, tôi có thể đi xuống và nói với họ một câu chuyện như tôi đã nói cách nay 10 năm, theo đường lối phúc âm hoàn toàn, và gặp ngay một sự đáp ứng nhanh chóng. Ở đây vấn đề đúng hay sai không căn dự vào, mà chỉ đơn giản là sự khác nhau ở khả năng có các mức độ khác nhau, và những loại người ở các giai đoạn tiến hóa khác nhau để đáp ứng với tiếp xúc và rung động. Đơn giản nó có nghĩa là những người nào đó ở vào một giai đoạn mà họ có thể ở trong tầm ảnh hưởng của một tiếng gọi xúc cảm, và giao tiếp theo đường lối cứu rỗi riêng của họ, mà cho đến nay vẫn còn ở trong giai đoạn nguyên tử trước kia. Có một giai đoạn khác bao gồm cả giai đoạn đó,
nhưng nó giúp cho người ta cũng đáp ứng được với tiếng gọi trí tuệ hơn. Nó mang lại cho người ta một số quan tâm và thỏa mãn nào đó theo các thảo luận mà chúng ta đã đeo đuổi đến giờ. Và nó hàm ý việc tìm tòi về các vấn đề có liên quan với tập thể. Chẳng hạn, nhưng cả hai giai đoạn đều đúng như nhau. Chúng ta có thể nhìn vấn đề này theo một khía cạnh khác. Chúng ta hoàn toàn có thể gặp số lớn người, những người nam và nữ cao quý, và không có ấn tượng gì về họ. Chúng ta có thể đi ngang qua họ mà không nhận biết họ. Và như vậy chúng ta bỏ lỡ những gì mà họ phải mang lại cho chúng ta. Cách nay 2000 năm, điều này đã xảy ra ở Palestine có liên quan với Đức Christ. Tại sao? Bởi vì chính chúng ta chưa đủ cao quý để đáp ứng được với họ. Nơi chúng ta hãy còn thiếu thốn một điều gì đó. Cho nên chúng ta không thể hiểu hay cảm nhận được rung động đặc biệt của họ. Tôi đã nghe nói và tôi nghĩ điều đó rất đúng. Rằng nếu Đức Christ xuống cõi trần lần nữa và bước đi giữa con người như Ngài đã làm trước kia, Ngài có thể sống giữa chúng ta hết ngày này qua ngày khác và chúng ta không nhận ra bất cứ điều gì rất khác lạ nơi Ngài so với những người tốt lành và vị tha khác mà chúng ta được biết. Chúng ta đã chưa vun trồng trong chính chúng ta khả năng đáp ứng với thiên tính trong huynh đệ chúng ta. Thường thường, chúng ta chỉ thấy những gì xấu và thô, và phần lớn là nhận biết các lỗi lầm của huynh đệ chúng ta. Tuy thế, chúng ta lại không nhạy cảm với những người tốt lành nhất. Một sự phát triển khác sẽ là chúng ta sẽ có thể hoạt động một cách hữu thức trên mọi cảnh giới hiện tồn. Hiện nay, chúng ta hoạt động hữu thức trên cõi trần và có một ít người cũng có thể hoạt động một cách hữu thức trên cõi tinh anh, kế đó được gọi là cõi cảm dục, một từ ngữ mà tôi rất không thích vì nó không truyền đạt ý nghĩa chân thực nào trong trí chúng ta, hay là cõi của bản chất tình cảm, mà con người trở nên linh hoạt trên đó khi ra khỏi thể xác vào những lúc ngủ hay ngay sau khi chết. Rất ít người có thể hoạt động trên cõi trí trong tâm thức hoàn toàn tỉnh thức, và còn ít người hơn nữa có thể hoạt động trên cõi tinh thần. Mục tiêu tiến hóa là chúng ta sẽ hoạt động một cách hữu thức, với nhận thức đầy đủ trên cõi trần, cõi tình cảm và cõi trí. Đây là sự thành đạt vĩ đại mà một ngày nào đó sẽ thuộc về chúng ta. Lúc bấy giờ, chúng ta sẽ biết được những gì mà chúng ta làm mọi giờ trong ngày chứ không phải chỉ vào khoảng 14 giờ trong số 24 giờ. Hiện nay, chúng ta vẫn còn không hiểu biết về nơi nào mà chủ thể suy tư thực sự có mặt trong các giờ mà chúng ta ngủ. Chúng ta không biết gì về các hoạt động của chủ thể ấy cả. Cũng không biết gì về tình trạng chung quanh chủ thể đó. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tận dụng và dùng được hết mọi phút, mọi giờ trong ngày. Một mục tiêu tiến hóa khác gồm 3 phần, và đó là chúng ta nên có mục đích gồm ý chí, bác ái và hoạt động tích cực được phối hợp. Cho đến nay, điều này không được như thế. Hiện nay, chúng ta có nhiều hoạt động thông minh liên tục được biểu lộ. Nhưng thật ra rất hiếm khi gặp được một người mà trọn cả sự sống của y được làm sinh động bởi một mục tiêu trung tâm, được tuân theo một cách kiên định, và được sinh động và được thôi thúc bởi bác ái tác động qua hoạt động sáng suốt. Tuy nhiên, thời điểm đang đến khi chúng ta sẽ mở rộng tâm thức của chúng ta đến một mức độ như thế, và sẽ tích cực trong chính chúng ta đến nỗi chúng ta sẽ trở nên có năng lực phóng xạ. Bây giờ, chúng ta sẽ xúc tiến một mục tiêu rõ rệt, vốn sẽ là kết quả của bác ái và đạt đến đích của chúng ta nhờ vào trí tuệ. Đây là tất cả những gì mà Thượng Đế đang làm, phải không? Ở giai đoạn phát triển hiện nay của chúng ta, chắc chắn là chúng ta thông minh, nhưng cho đến nay lại có rất ít bác ái. Có thể chúng ta có một ít tình thương đối với những người mà chúng ta tiếp xúc hay gặp gỡ, và có tình thương nhiều hơn dành cho gia đình và bạn bè gần gũi của chúng ta. Nhưng thực tế thì chúng ta không biết gì về tình thương tập thể. Mặc dù những nhà lý tưởng vĩ đại của nhân loại có nói cho chúng ta biết về tình thương tập thể. Tuy vậy, quả thật là chúng ta đã đến giai đoạn có thể đáp ứng được phần nào với điều đó, và cảm thấy rằng đó là điều mà chúng ta muốn thấy được thực hiện. Tốt hơn hết là nhớ rằng chúng ta càng suy tưởng theo các đường lối vị tha một cách rõ rệt như thế thì chúng ta sẽ càng kiến tạo một cái gì đó có giá trị rất lớn và sẽ phát triển theo các mức độ chậm chạp và khó nhọc. Các nguyên tắc sơ đẳng của một tâm thức tập thể thực sự mà cho đến nay vẫn còn rất xa phía trước đối với hầu hết chúng ta. Có nhiều phát triển khác nữa trong diễn trình tiến hóa mà chúng ta có thể bàn đến. Và hiện nay chúng ở quá xa phía trước đến nỗi hầu như không thể nhận biết được chúng trừ phi chúng ta có loại não bộ đặc biệt để có thể suy tư một cách trừu tượng phần nào. Có giai đoạn mà trong đó chúng ta có thể vượt qua thời gian và không gian. Chẳng hạn như khi tâm thức tập thể trong mọi phần của hành tinh sẽ trở thành tâm thức của chúng ta. Và giống như chúng ta sẽ dễ dàng tiếp xúc với tâm thức của một người bạn ở Ấn Độ, Phi Châu hoặc nơi nào khác như nó đang ở đây. Khoảng cách và sự tách biệt sẽ không còn là chướng ngại cho sự giao lưu nữa. Chúng ta có thể thấy những dấu hiệu này ở một số người phải giao tiếp bằng viễn cảm hoặc sử dụng trắc tâm thuật.
Thật rất lý thú mà trải qua một thời gian nào đó để hình dung ra mục tiêu xa xăm này và mô tả sự thành đạt của Thượng Đế hàng tỷ năm sau này. Nhưng sự việc có tầm quan trọng sống còn đối với chúng ta là có một ý tưởng nào đó về giai đoạn sắp tới trước mắt và hiểu được những gì mà chúng ta có thể mong đợi xảy ra liên quan với tiến trình tiến hóa trong vài ngàn năm tới. Chúng ta hãy xem qua ý tưởng này. Như chúng ta biết, có ba đường lối tư tưởng chính yếu trên thế giới: khoa học, tôn giáo và triết học. Bây giờ, trong ba đường lối này, chúng ta đã có gì? Trong đường lối tư tưởng theo khoa học, chúng ta đã thể hiện tất cả những gì liên quan đến vật chất, là khía cạnh vật chất của sự biểu lộ. Nó đối phó với thế giới khách quan và với những gì thuộc vật chất, hữu hình và thấy được, theo sát nghĩa là với những gì có thể được chứng minh. Trong đường lối tư tưởng tôn giáo, chúng ta có những gì liên quan đến sự sống bên trong hình tướng, bằng đến sự trở về của tinh thần với cội nguồn của nó, cộng với tất cả những gì đã được thu hoạch bằng việc sử dụng hình hài. Nó có liên quan đến khía cạnh chủ quan của thiên nhiên. Trong đường lối tư tưởng triết học, chúng ta có những gì mà tôi có thể gọi là việc sử dụng sự thông tuệ bởi sự sống nội tại, sao cho hình tướng có thể được thích nghi với nhu cầu của nó. Về vấn đề này, chúng ta hãy xem xét một vài phát triển vốn có thể được hy vọng trong tương lai trước mắt. Hãy nhớ rằng tất cả những gì mà tôi nói chỉ với ý định gợi ý, và tôi nói không phải với tinh thần giáo điều. Điều hiển nhiên đối với đa số các nhà tư tưởng, đó là nhờ đã bắt đầu nghiên cứu về phóng xạ, khoa học sắp khám phá bản chất của sức mạnh trong chính nguyên tử là gì. Rất có thể là ngay bây giờ, chúng ta sẽ khai thác năng lượng của chất liệu nguyên tử cho mỗi mục đích có thể hiểu được, cho việc sưởi ấm, cho việc thắp sáng, và cho điều mà tôi có thể gọi là sự thúc đẩy mọi việc được tiến hành trên thế giới. Như một số người trong chúng ta đã biết, mãnh lực đó gần như được một người tên là Kỳ Lý khám phá ra ở nước Mỹ cách đây 50 năm. Nhưng ông ấy không được phép đưa khám phá đó ra thế giới bởi vì có mối nguy hiểm liên quan đến việc đó. Cho đến nay, con người còn quá ích kỷ nên không thể được tin cậy với việc phân phối năng lượng nguyên tử. Sự khám phá đó có thể sẽ đi song song với việc phát triển tâm thức tập thể. Chỉ khi nào con người trở nên có tính phóng xạ và có thể làm việc và suy tư dưới hình thức tập thể, thì mới là an toàn hay khôn ngoan cho y khi sử dụng sức mạnh tiềm tàng trong nguyên tử. Mọi sự việc trong thiên nhiên đều được phối kết một cách tốt đẹp và không gì có thể được khám phá hay được sử dụng trước thời gian thích hợp. Chỉ khi nào con người trở nên không còn ích kỷ nữa thì sức mạnh phi thường này sẽ được phép chuyển vào tay của y. Tuy nhiên, tôi tin rằng chúng ta có thể dựa vào khoa học để tạo ra những tiến bộ phi thường trong việc nhận thức về năng lượng nguyên tử. Bây giờ, song hành với cuộc tiến hóa của con người một lần nữa, chúng ta có thể mong đợi con người chế ngự được không khí, có một bầu rung động rộng lớn, hay cõi, trong thái dương hệ mà trong một số sách vở huyền linh, người ta gọi là cõi trực giác. Trong văn liệu Đông Phương, cõi đó được gọi là cõi Bồ Đề, và biểu tượng của cõi Bồ Đề là không khí. Giống như giờ đây con người đang bắt đầu tìm thấy con đường của y qua việc phát triển trực giác lên tới cõi đó. Cũng vậy, khoa học đang bắt đầu khám phá ra cách để chế ngự không khí. Và khi trực giác trong con người phát triển và tăng tiến, thì cũng thế, việc chi phối không khí của con người sẽ được phát triển và tăng thêm. Chúng ta có thể tìm kiếm một sự việc khác, và việc đó đã đang bắt đầu được nhận biết phần nào. Đó là việc phát triển khả năng nhìn thấy trong vật chất tinh anh. Khắp nơi đều có nhiều con trẻ sinh ra đã thấy được nhiều hơn bạn hoặc tôi. Ở đây, tôi đang đề cập đến một điều hoàn toàn được dựa trên các nền tảng vật chất và có liên quan đến con mắt hồng trần. Tôi đề cập đến nhãn thông dĩ thái, loại nhãn thông này thấy được trong vật chất tinh anh của cõi trần, hay là trong vật chất được gọi là các chất dĩ thái. Các sinh viên và các nhà khoa học đã thực hiện được nhiều công việc lý thú theo đường lối này ở California. Tiến sĩ Frederick Finstrong đã hoạt động theo đường lối này trong một chiều hướng có ích, và giảng dạy rằng con mắt xác thịt có khả năng để thấy trong chất dĩ thái, và nhãn thông dĩ thái đó là chức năng bình thường của con mắt. Sự phát triển quan năng này sẽ có ý nghĩa gì? Điều đó sẽ hàm ý là khoa học dứt khoát sẽ phải hiệu chỉnh lại quan điểm của nó đối với các cõi tinh anh. Nếu trong vòng 100 năm tới đây, có lúc trong tầm nhìn của người nam hoặc nữ bình thường có một vài trạng thái và hình thức của sự sống mà từ trước đến nay đã được xem như là tưởng tượng, thì chúng ta đã phá vỡ một lần và mãi mãi cái chủ nghĩa duy vật đầy cỏ dại vốn đã phân biệt chúng ta từ mấy lâu nay. Và nếu những gì hiện nay là vô hình lại được nhận biết theo bất cứ đường lối đặc biệt nào, thì ai sẽ nói chúng ta sẽ có thể tiến xa như thế nào khi thời gian tiến triển? Ngoài ra, toàn bộ khuynh hướng tiến hóa là hướng về sự tổng hợp. Khi chúng ta đi xuống vào vật chất, khi chúng ta hướng tới sự vật chất hóa thì chúng ta có sự đa dạng. Khi chúng ta hoạt động trở lại về hướng tinh thần, chúng ta sẽ hướng tới sự hợp nhất. Cho nên trong thế giới tôn giáo,
chúng ta có thể tìm kiếm sự hợp nhất để làm cho nó xuất hiện. Mặc dù thế, có một tinh thần khoan dung phổ biến lớn hơn nhiều so với cách đây 50 năm. Nhưng đã gần đến lúc mà sự hợp nhất căn bản vĩ đại vốn là nền tảng của mọi tôn giáo khác nhau. Và sự thật là mỗi niềm tin là một phần tất yếu của một tổng thể vĩ đại sẽ được con người ở khắp nơi nhận biết. Và nhờ sự nhận thức này, chúng ta sẽ có sự đơn giản hóa của tôn giáo. Chúng ta sẽ có các sự kiện chính yếu lớn lao được nhấn mạnh và được sử dụng. Còn các dị biệt nhỏ nhoi và tầm thường của việc tổ chức và giải thích sẽ được bỏ qua. Ngoài ra, chúng ta có thể hy vọng một sự kiện rất lý thú liên quan đến gia đình nhân loại sẽ xảy ra. Vào lúc mà tâm thức tập thể trở nên mục tiêu hữu thức của con người trên một phạm vi rộng lớn hơn, điều gì sẽ xảy ra? Bạn sẽ có việc con người đặt chân lên thánh đạo, theo cách gọi của giới tôn giáo. Bạn sẽ có con người dứt khoát chế ngự chính y, nỗ lực sống đời sống tinh thần, không còn chấp nhận sống cuộc sống ích kỷ của nguyên tử nữa. Bạn sẽ có con người tìm kiếm chỗ của y bên trong tổng thể lớn hơn, tìm ra chỗ đó nhờ nỗ lực rõ rệt tự khai mở chính y, và kế đó, hợp nhất y với tập thể đó. Đây là tất cả những gì được hàm ý trong giáo lý được đưa ra về thánh đạo trong các giáo hội Tin Lành, Cơ Đốc và Phật giáo. Tất cả các giáo hội đó giảng dạy việc bước lên thánh đạo, gọi nó bằng các tên gọi khác nhau như là đạo Bát Chánh Đạo, con đường giác ngộ hay con đường thánh thiện. Tuy nhiên, đó là con đường duy nhất, luôn luôn ngày càng chiếu sáng cho đến ngày hoàn thiện. Chúng ta cũng có thể tìm kiếm sự phát triển năng lực suy tư trừu tượng và việc đánh thức trực giác. Khi các giống dân chính đã kế tục nhau trên hành tinh, thì luôn luôn có sự khai mở, có thứ tự, có định hướng các quyền năng của linh hồn và một trình tự được trụ định rõ rệt. Trong căn chủng thứ ba là căn chủng Lemuria, trạng thái vật chất của con người được đưa đến một giai đoạn hoàn thiện cao. Sau này, trong giống dân có trước giống dân của chúng ta là giống dân Atlantis, vốn bị nhận chìm trong trận hồng thủy. Bản chất tình cảm của con người được phát triển. Kế đó, trong giống dân Aria của chúng ta, sự phát triển của trí cụ thể hay hạ trí là mục tiêu. Và chúng ta đang phát triển điều này theo mỗi thập niên. Một ít người cũng đang bắt đầu phát triển năng lực suy tư dưới dạng trừu tượng. Khi trường hợp này xảy ra, chúng ta sẽ thấy nhiều hơn năng lực đặc biệt, thú vị mà một số người chứng tỏ, mà chúng ta gọi là khả năng được linh hướng. Ở đây, tôi không nói đến tình trạng đồng tử, mà tôi cũng không ám chỉ khả năng đồng cốt. Không có gì nguy hiểm hơn là điều vốn thường được nói đến bằng tên gọi đồng tử. Một đồng tử bình thường là một người có bản chất thụ động hay dễ tiếp nhận, và thường thường có ba thể thấp được kết hợp một cách lỏng lẻo đến nỗi một sức mạnh hay một thực thể đến từ ngoài có thể sử dụng bộ óc, bàn tay hay thân xác của người này. Đó là một hiện tượng hoàn toàn bình thường. Hiện tượng gián bút tự động, cầu cơ và các buổi cầu hồn tâm linh thuộc một cấp thấp đang lan tràn ngày nay và đang đẩy hàng ngàn người vào tình trạng điên loạn hay các xáo trộn thần kinh. Nhưng có một tình trạng mà trạng thái đồng cốt chỉ là một sự lệch lạc của nó, và tình trạng này là sự linh cảm. Có khả năng được linh hướng có nghĩa là thể trí của một người phải đạt tới một giai đoạn trong sự tiến hóa của y, một cách hữu thức và một cách tích cực. Y ở dưới sự kiểm soát của thượng ngã của chính y, là thượng đế nội tâm. Bằng sự tiếp xúc rõ rệt, chủ thể nội tâm đó là chân ngã, có thể kiểm soát bộ óc hồng trần của y, cho phép người đó đưa ra các quyết định và hiểu được chân lý, hoàn toàn nằm ngoài khả năng lý luận. Thượng đế nội tâm này có thể khiến cho người đó nói, viết và chuyển đạt chân lý mà không dùng đến hạ trí. Chân lý ở bên trong chính chúng ta. Khi chúng ta có thể tiếp xúc với thượng đế nội tâm của chính chúng ta thì mọi chân lý đều sẽ được tiết lộ cho chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành những chủ thể tri thức. Nhưng đây là một điều tích cực chứ không phải là điều tiêu cực. Và hàm ý việc đặt một người trong sự chỉnh hợp trực tiếp hữu thức với chân ngã hay là thượng ngã của y, chứ không phải để cho phàm ngã của y mở ra với bất cứ một thực thể hoặc âm ma ngẫu nhiên nào. Việc kẻ thường nhân tiếp xúc được với thượng ngã của y hiện nay đôi khi có thể được thấy xảy ra, nhưng không thường lắm. Chỉ trong những khoảnh khắc nỗ lực cao nhất của chúng ta, chỉ vào lúc có các khủng hoảng lớn trong cuộc đời chúng ta, và chỉ như là kết quả của việc tuân thủ giới luật lâu dài và tham thiền bền bỉ, thì việc đó mới xảy ra. Nhưng một ngày nào đó, chúng ta sẽ cai quản toàn bộ đời sống của chúng ta, không phải theo quan điểm cá nhân, vị kỷ, mà theo quan điểm của Thượng Đế nội tại, đấng vốn là một sự thiên khải trực tiếp của tinh thần trên cõi cao siêu nhất. Điều cuối cùng mà tôi cố gắng đưa ra tối nay vốn là mục tiêu đối với mỗi người trong chúng ta, đó là việc phát triển các năng lực của linh hồn hay của tâm. Điều này hàm ý rằng bạn và tôi sắp trở thành những nhà thần bí. Nhưng tôi không dùng từ ngữ thần bí này như nó thường được hiểu, cũng không theo hàm ý thường ngày của nó. Theo nghĩa đen thì tâm là linh hồn bên trong, hay là chân ngã.
xuất hiện từ phàm ngã tam phân, giống như con bướm xuất hiện từ cái kén. Đó là thực tại đẹp đẽ mà chúng ta sắp tạo ra dưới đây, như là kết quả của một hay nhiều kiếp sống của chúng ta. Các quyền năng tâm thông đích thực là các quyền năng đưa chúng ta tiếp xúc với tập thể, các quyền năng của thể xác mà chúng ta sử dụng hàng ngày, đưa chúng ta tiếp xúc với các cá nhân. Nhưng khi chúng ta đã phát triển được các quyền năng của linh hồn và đã khai mở các tiềm năng của nó, chúng ta sẽ là các nhà thần bí thực sự. Nào, các quyền năng này là gì? Tất cả những gì mà tôi có thể làm tối nay là liệt kê ra một vài trong số nhiều quyền năng đó. Một là sự kiểm soát vật chất một cách hữu thức. Đa số chúng ta đều kiểm soát được thể xác chúng ta một cách hữu thức, bắt chúng thi hành các mệnh lệnh của chúng ta trên cõi trần. Một số trong chúng ta kiểm soát được các xúc cảm của chúng ta một cách hữu thức, nhưng rất ít người trong chúng ta có thể kiểm soát được thể trí. Đa số chúng ta đều bị dục vọng và tư tưởng của chúng ta kiềm chế. Nhưng sắp tới lúc chúng ta sẽ kiềm chế phàm ngã tam phân của chúng ta một cách hữu thức. Lúc đó, đối với chúng ta, thời gian sẽ không tồn tại chút nào nữa. Chúng ta sẽ có được sự liên tục tâm thức trên ba cõi hiện tồn cõi trần. Cõi cảm dục và cõi trí vốn sẽ cho phép chúng ta sống như là Thượng Đế. Trong chính chủ trừ tượng siêu hình là hiện tại vĩnh cửu. Một quyền năng khác của linh hồn là trắc tâm thuật. Vậy trắc tâm thuật là gì? Nó có thể được định nghĩa như là khả năng chọn một vật hữu hình nào đó, có lẽ là thuộc về một cá nhân, và qua trung gian của vật đó, làm cho chính mình giao tiếp với cá nhân đó hay với một nhóm của các cá nhân. Trắc tâm thuật là định luật liên kết các ý tưởng được áp dụng cho tính chất rung động của lực với mục đích có được thông tin. Ngoài ra, nhân loại sẽ trở nên có nhĩ thông và có nhãn thông, nghĩa là khả năng để nghe và thấy một cách rõ ràng và chính xác trên các cõi tinh anh như chúng ta nghe và thấy trên cõi hồng trần này. Nó sẽ bao hàm khả năng để nghe và thấy tất cả những gì liên quan đến tập thể, nghĩa là nghe và thấy trong các bề đo thứ tư và thứ năm. Tôi không có đủ trình độ của một nhà toán học để có thể giải thích các bề đo này, và chính tôi cũng thấy rất là mù mờ khi nghiên cứu các bề đo đó. Nhưng có một minh họa mà tôi nhận được có thể làm cho toàn bộ sự việc có phần sáng tỏ hơn. Một tư tưởng gia trẻ tuổi người Thụy Điển đã giải thích cho tôi như sau. Chiều đo thứ tư là khả năng để thấy xuyên qua và chung quanh một vật. Chiều đo thứ năm là khả năng thí dụ. Chọn con mắt và nhờ con mắt đó bạn tự đặt mình đồng cảm với tất cả các con mắt khác trong thái dương hệ. Thấy được trong bề đo thứ sáu có thể được định nghĩa như là năng lực để lấy một hòn đá cuội ngoài bờ biển và nhờ viên đá đó tự đặt mình hòa hợp với toàn thể hành tinh. Bây giờ, trong bề đo thứ năm, nơi mà bạn chọn con mắt, bạn bị giới hạn vào một đường lối biểu lộ đặc thù. Còn trong trường hợp của bề đo thứ sáu, nơi mà bạn chọn một hòn đá cuội, bạn được đặt giao tiếp với toàn bộ hành tinh. Đây là một sự việc rất xa trước mắt chúng ta, nhưng thật là lý thú khi nói đến và nắm giữ một hứa hẹn cho mỗi người và cho tất cả. Không có thời gian để bàn đến các quyền năng khác, cũng như tôi không thể liệt kê tất cả các quyền năng đó là gì. Việc chữa trị bằng cách tiếp xúc sẽ nằm trong số các quyền năng đó. Việc vận dụng các lưu chất tự tính và việc sáng tạo hữu thức bằng màu sắc và âm thanh là các quyền năng khác nữa. Vào lúc này, tất cả những gì thực sự có liên quan đến chúng ta là chúng ta phải kiểm soát chúng ta một cách hữu thức, luôn luôn ra sức tiến đến ngày càng nhiều dưới sự kiểm soát của chủ thể nội tâm, nỗ lực để trở nên có tính phóng xạ và để phát triển tâm thức tập thể.